tuổi thọ của Chư Thiên và Phạm Thiên là nhất định phải không? Như vậy sau khi sinh lên hai cảnh giới này thì phải ở cho hết tuổi thọ tương ứng với cõi đó rồi mới có thể đi tục sanh phải không? Xin thưa là không phải ha. Tuổi thọ thì đương nhiên là cái tuổi thọ nó có tuổi thọ tối đa, nhưng mà nó không có tuổi thọ tối thiểu, và không nhất thiết là phải ở hết cái tuổi thọ đó. Có những trường hợp mà bị chết trước tuổi thọ cũng có, thí dụ như quên ăn mà chết, thí dụ như hết phước mà chết, thí dụ như do nóng giận mà chết, thí dụ như do nguyện mà chết. Ví dụ như là trường hợp của Bồ Tát của mình ấy, là Ngài nguyện, Ngài xả bỏ cái số tuổi thọ còn lại ở cõi trời mà Ngài tái sanh về cõi người, để mình gọi là Ngài để Ngài đẳng sanh ấy. Đấy, chứ tuổi thọ của Ngài ở cõi trời Ngài vẫn chưa có hết. Rồi một vấn đề nữa đó là có những trường hợp mà tuổi thọ hết, tuổi thọ tối đa đã hết mà cái phước chưa hết, thì trong trường hợp đó vì đó chấm dứt tuổi thọ và vì đó tái sanh lại ngay lập tức ở cái cảnh giới như cũ, hoặc là vì đó hết cái tuổi thọ nhưng mà cái phước nó vẫn còn, nhưng mà cái phước nó còn ở cái mức độ thấp hơn, thì vì đó sẽ tái sanh về cảnh giới thấp hơn nhưng mà vẫn còn ở cõi trời. Thành ra đó, một vị mà muốn thì vì đó hoàn toàn có thể phát nguyện. Riêng Phạm Thiên sắc giới thì đương nhiên là Phạm Thiên sắc giới thì đương nhiên là có thể nguyện để tái sanh lại ở cõi người, để hoằng pháp hoặc làm cái gì đó. Nhưng mà Phạm Thiên vô sắc giới thì không có làm được chuyện đó. Ngoài ra đó, một cái vấn đề là vào thời kỳ chánh pháp như thế này, những vị trời hầu hết ha, muốn tu tập giải thoát sẽ không quay lại cõi người. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại bây giờ ở cõi người đó đang thời kỳ mạt Pháp. Cái người mà tu hành ấy, đàng hoàng ấy, càng ngày càng hiếm. Và cái sở chứng, sở đắc càng ngày càng hiếm. Tìm được minh sư thiện hữu, tìm được cái môi trường tu tập càng ngày càng hiếm. Trong khi đó, ở cõi trời, từ cõi trời dục giới cho đến cõi trời sắc giới, các vị thánh còn đầy ở trên đó. Các vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, thậm chí tứ quả. Tứ quả là trường hợp nào? Tứ quả là trường hợp những vị ở những vị chứng tam quả anahàm đó, sanh về cái tự nhiên tôi quên mất cái tên, sanh về cái cõi tịnh cư và chứng tứ quả ở đó, nhưng mà chưa hết tuổi thọ, cho nên là các vị thánh tứ quả vẫn còn ở cõi tịnh cư. Còn nếu như đương nhiên là chứng tứ quả ở cõi người là các vị nhập niết bàn ha, nhưng mà nếu chứng tứ quả ở cõi tịnh cư thì các ngài vẫn còn ở đó. Có nghĩa là từ cõi dục cho đến cõi sắc giới, chư thiên dục giới cho đến sắc giới, thánh tăng chư thánh còn đầy ở trên đó. Chánh pháp vẫn còn đang rất là thịnh hành ở trên đó. Muốn tu như thế nào thì tu như thế đó. Muốn hành thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất là thoải mái. Muốn tu tập tứ niệm xứ rất là thoải mái. Muốn nghe pháp rất là thoải mái. Ở cõi Đạo Lợi đó, mỗi tháng vua trời Đế Thích là một vị thánh sơ quả đều có thuyết pháp. Nếu như vua trời Đế Thích không thuyết pháp thì một vị thánh ở cõi Phạm Thiên sẽ đến thuyết pháp. Rồi ông cấp cô độc và Quý Sa Kha, hai vị đại cư sĩ. Đây là coi trời Đạo Lợi. Và chư thánh đồng nghịch ở trên đó, thì muốn tu mà chứng thánh ở trên đó rất là dễ dàng, hà cớ gì phải chịu cực chịu khổ xuống dưới đây làm chi ha? Vấn đề là mình chịu tu đấy. Thành ra đó, lý thuyết thì đương nhiên là có khả năng chấm dứt tuổi thọ để mà sanh về cõi người để tu tập lại, nhưng mà thực tế thì lên trên đó đang tu sướng muốn chết luôn mà quay trở lại đây tu làm chi ha? Thực tế thì nó hơi tàn nhẫn tí xíu. Thành ra đó rất là hiếm cái trường hợp mà quý vị thấy là một cái vị nào đó mà vừa tái sanh về cõi người 7 tuổi là đã có khả năng tu chứng thiền rồi, trí tuệ ngời ngời thì hiếm lắm, trừ một vài vị vị đại nguyện, ví dụ như những vị trưởng lão mà đem Phật giáo Nam Tông về Việt Nam ấy, như ngài Tịnh Sự, ngài Giới Nghiêm, ngài Ẩn Lâm đấy, thì cái đó sự tình á, cái đó sự tình là có khả năng là các vị đó đang ở trển vui vẻ muốn chết luôn mà vì đại nguyện, vì Phật giáo Việt Nam mà chấp nhận cắt giảm tuổi thọ xuống cõi người tái sanh để mà đem Phật giáo vào đó, thì cái đó sự tình. Còn những trường hợp còn lại hiếm lắm quý vị, hiếm ghê lắm. Hơn nữa một cái nói chuyện ngoài lề chơi cho nó vui, các ngài mà những cái trường hợp như vậy đó, các ngài rủ là rủ xuống một loạt, rủ huynh đệ xuống một loạt để chi? Để ủng hộ nhau tu hành. Cho nên quý vị mới thấy là có một thời kỳ rất là thịnh ha, các ngài đó xuất hiện cùng một lúc rồi đem Phật giáo mình đưa lên một cái thời kỳ rất là hưng thịnh. Tôi nghĩ hơi vui, tức là người đi trước người đi sau mà chênh lệch nhau có tí xíu, và nhưng mà chênh lệch thời gian ở cõi trời đó, thì xuống ở cõi người thì chênh lệch nhau vài năm, cho nên nó mới hơi xa tí như vậy.